Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, lượng mưa lớn liên tục ở Phúc Châu đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Cho đến nay, 147 thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với tổng số 51.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có 36.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Tàu điện ngầm, xe buýt và tàu chở khách ở Phúc Châu bị đình chỉ hoạt động. Hôm thứ Ba, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn do bão Haikui mang lại, nước ngập nghiêm trọng đã xảy ra ở một số vùng trũng thấp ở Trương Châu và Ninh Đức, Phúc Kiến. Sở Cứu hỏa Phúc Kiến ngay lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ, khẩn trương chuyển những người bị mắc kẹt ra ngoài. Trong hình ảnh, lực lượng cứu hộ Trương Châu chuyển người bị mắc kẹt. Mưa lớn liên tục khiến hơn 80 nơi ở thành phố Phúc Châu ngập nước, buộc 36.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo bản tin của CCTV hôm thứ Tư, từ Cục Khí tượng Phúc Châu được biết rằng, sau khi cơn bão đổ bộ, bị ảnh hưởng bởi mây mù phía sau cơn bão số 11, lượng mưa lớn liên tục ở Phúc Châu đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Theo thống kê, lượng mưa tích lũy từ 21 giờ đêm thứ Ba đến 5 giờ sáng thứ Tư trên địa bàn thành phố có 8 huyện, thành phố và 50 thị trấn, làng mạc có lượng mưa trên 100mm, trong đó có 7 huyện và 925 thị trấn, làng mạc có lượng mưa trên 250mm, trong đó cao nhất là 439,7mm tại thị trấn Cái Sơn, huyện Hương Sơn. So sánh với cơn bão Vua Rồng năm 2005, hôm thứ Ba, lượng mưa 3 giờ tại trạm khí tượng quốc gia Phúc Châu Vu Sơn đạt 203,1mm, lượng mưa 6 giờ đạt 240,4mm. Phá kỷ lục tối đa 3 giờ và 6 giờ kỷ lục lượng mưa của trạm Phúc Châu, kỷ lục ban đầu là cơn bão Long Vương năm 2005 vào ngày 2 tháng 10, lần lượt là 185,0mm và 192,7mm. Bản chất cực đoan của quá trình mưa lớn và thời gian ngắn này nổi bật hơn và mạnh hơn nhiều so với bão số 4. Ngoài ra, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Phúc Châu cho biết 49 trong số 420 hồ chứa của thành phố đã vượt quá mức giới hạn lũ và các cảnh báo đã vượt quá mức ở Mỹ Tây, Đại Trương Tây và Ao Giang. Do mưa lớn kéo dài, cường độ cao, nước sông nội địa lớn, nước sông tràn và các nguyên nhân khác nhau, nên trong đô thị có hơn 80 điểm ngập nước, trong đó có 12 hầm chui. Độ sâu ngập tối đa của đường là 1,4m, độ sâu ngập tối đa dưới mặt đường là gần 4m. Cho đến nay, 147 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng số 51.272 người bị ảnh hưởng, trong đó có 36.026 người phải sơ tán khẩn cấp. Trên địa bàn thành phố có 63 khu dân cư bị ngập nặng, 44 bãi đỗ xe ngầm trong khu dân cư bị ngập, 4.194,65 ha đất nông nghiệp bị ngập, 170 đường bị hư hỏng, 919 ngôi nhà bị hư hỏng, 67 ngôi nhà bị sập, 125 đường dây điện bị hư hỏng, 85,4 km đường dây liên lạc bị hư hại và 21 trạm cơ sở liên lạc bị hư hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 552,1 triệu nhân dân tệ. Tàu điện ngầm, xe buýt và tàu khách ở Phúc Châu bị đình chỉ hoạt động. Theo Phúc Châu Metro đã đưa ra thông báo vận hành tàu điện ngầm vào lúc 6 giờ 06 phút ngày thứ Tư, trong đó nêu rõ do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nước đã ngập ở nhiều nơi xung quanh ga tàu điện ngầm. Để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 06 phút ngày thứ Tư, tất cả các ga tàu điện ngầm Phúc Châu sẽ tạm dừng hoạt động. Hành khách vui lòng chú ý đến tài khoản chính thức WeChat của Phúc Châu Metro, Weibo và các thông báo chính thức khác. Nếu điều kiện cho phép, tàu điện ngầm sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Theo tài khoản công khai WeChat mạng lưới Đông Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường trong khu đô thị Phúc Châu đã tích tụ nước và không thể đi lại bình thường. Để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày thứ Tư, Phúc Châu, khu vực thành thị, các tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động, thời gian phục hồi cụ thể sẽ được thông báo riêng tùy theo tình hình giao thông đường bộ. Phúc Châu Railway Station đã đưa ra lời nhắc nhở vào hôm thứ Tư rằng, do mưa lớn liên tục nên tất cả các chuyến tàu chở khách tại ga Phúc Châu sẽ tạm dừng trong ngày hôm nay. Bộ Đường sắt nhắc nhở hành khách có thể chú ý đến các thông báo phát sóng của nhà ga, tàu hoặc gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng để được giải đáp thắc mắc nhằm cập nhật thông tin chạy tàu mới nhất, tránh bị trễ hành trình. Tài khoản công khai WeChat phát hành vi Cảnh sát Giao thông Phúc Châu hôm thứ Tư thông báo rằng, do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, hầu hết các con đường trong thành phố đều ngập nước. Cảnh sát Giao thông Phúc Châu nhắc nhở người dân, khi thời tiết xấu, những người không cần thiết không nên ra ngoài, các phương tiện không nên di chuyển trên đường. Theo CCTV, Sở Tài nguyên tỉnh Phúc Kiến và Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã phối hợp đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ thảm họa khí tượng địa chất
vào lúc 0 giờ 07 phút hôm thứ Tư, từ 0 giờ ngày thứ Tư đến 0 giờ thứ Năm, các huyện Minh Hầu, huyện Vĩnh Đài, thành phố Phúc Thanh ở Phúc Châu và huyện Tây An ở Phù Điền đã đưa ra cảnh báo đỏ về hiểm họa địa chất và rủi ro khí tượng. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, tất cả các địa phương nên di rời dân ra khỏi các điểm nguy hiểm tiềm ẩn trong vùng có nguy cơ thiên tai địa chất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Quận Thương Sơn, Mã Vĩ, Tấn An, Liên Giang, Lạc Nguyên, Mân Thanh, Trường Lạc ở Phúc Châu, Thông An ở Hạ Môn, Trình Tương và Hàn Giang ở Phù Điền, Lạc Giang và An Tây ở Tuyền Châu, Vĩnh Xuân, Đức Hóa, thành phố Nam An, Trường Đài của Trương Châu, Hoa An, Giao Thành của Ninh Đức, Hạ Phố và thành phố Phúc An có cảnh báo màu cam về thảm họa địa chất và cảnh báo rủi ro khí tượng. Khả năng xảy ra thảm họa địa chất rất cao và phải túc trực, giám sát, kiểm tra và phòng ngừa, tổ chức kịp thời di chuyển người dân ra khỏi vùng tiềm ẩn thiên tai, vùng nguy hiểm theo quy định để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Tại 30 quận huyện, thành phố như quận Ngô Châu và Đài Giang ở Phúc Châu, Hải Thương, Di Mê và Tương An ở Hạ Môn, quận Lý Thần và Tú Ngọc ở Phù Điền, huyện Đại Điền và huyện Hữu Tây ở Nam Minh, quận Phong Trạch, quận Quảng An, Tuyền Châu, huyện Huy An, thành phố Tấn Giang, quận Tương Thành, quận Long Văn, quận Long Hải đã ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng. Đối với thảm họa địa chất ở huyện Nam, huyện Chu Ninh và thành phố Phúc Định là cảnh báo màu vàng, thảm họa địa chất có nhiều khả năng xảy ra. Cần tăng cường giám sát các địa điểm nguy hiểm tiềm ẩn của thảm họa địa chất và giám sát các sườn dốc cao và miệng mương dễ xảy ra dòng chảy mạnh vụn. Cần tiến hành kiểm tra, ngăn chặn các khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Nếu phát hiện có nguy cơ động đất thì phải thực hiện kịp thời các biện pháp phòng ngừa, phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các quận có lượng mưa lớn, quận Cảnh Tú của thành phố Bảo Định là 492mm, quận Liên Chi của thành phố Bảo Định là 484,3mm, quận Man Chen của thành phố Bảo Định 477,3mm, quận Cảnh Hưng của thành phố Thạch Gia Trang 451,8mm và quận Trạm Hoàng của thành phố Thạch Gia Trang 440,7mm. Điểm mưa tối đa là 1.008,1mm ở Triệu Trang, Lương Gia Trang, huyện Lâm Thành. Các hệ thống sông Giang, sông Gia, sông Đại Khánh, sông Vịnh Định, sông Bắc Sơn đã nhận được hơn 400 triệu mét khối nước trong 3 ngày, đặc biệt là sông Juma, sông Vịnh Định và sông Bắc Vân đã nhận được lượng nước lớn từ Bắc Kinh. Tổng cộng có 142 đợt lũ xảy ra trên dòng sông chính. Theo thống kê, tính đến 12 giờ ngày thứ Sáu, lượng mưa lớn đã khiến 540.703 người dân tại 87 quận huyện tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng. Trong đó, 9 người chết, 4 người ở thành phố Bảo Định, 5 người ở thành phố Hình Đài và 6 người mất tích, 2 người ở thành phố Bảo Định, 4 người thành phố Hình Đài do thiên tai gây ra vẫn đang được tìm kiếm. Tại đây, xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân không may mắn, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Để đối phó hiệu quả với lũ lụt do bão, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa và ngăn lũ là Ninh Tiến Bác, Đại Lục, khu vực phân lũ sông Tiểu Kình, Lan Câu Bá, Đông Điền, Tiên Tiên, sông Vịnh Định, toàn vùng có 847.400 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, sáng sớm ngày thứ Hai, trụ sở khẩn cấp quận Đại Đồng ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã tổ chức họp báo đầu tiên đưa tin về công tác cứu hộ và xử lý lũ quét. Theo báo cáo, thảm họa đã ảnh hưởng đến 1.517 hộ gia đình và 6.245 người tại 2 thị trấn, 6 ngôi làng, 17 người thiệt mạng, 20 người mất tích đã được giải cứu thành công và 17 người vẫn mất tích. Vào lúc 22 giờ 25 phút ngày Chủ nhật, Cục Khí tượng Tây Ninh và Cục Khí tượng huyện Đại Đồng đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ, kéo theo mưa lớn ở hầu hết các khu vực trong thành phố. Và khoảng 0 giờ ngày thứ Hai, lượng mưa lớn xảy ra ngay lập tức tại thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn của huyện Đại Đồng, gây ra lũ quét và lở đất, khiến các dòng sông đổi dòng và tràn bờ. Ở khu vực địa phương, nhiều dân làng kiếm sống bằng nghề chăn nuôi gia súc và cừu. Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, dân làng vào núi chăn thả gia súc. Nhiều người dân chăn nuôi cho biết đồng cỏ cách làng khoảng vài km đến hơn chục km, họ thường vào núi mang theo lều, thức ăn. 3 đến 5 ngày mới về làng và không đi xuống núi cho đến mùa thu. Trong số các nạn nhân được công bố chính thức, có một số người là dân làng vào núi chăn thả gia súc. Còn những người chăn nuôi trong làng đưa con vào núi chăn thả gia súc nhưng bị lũ cuốn trôi trong đêm và vẫn chưa liên lạc được. Sau trận lũ quét, chỉ còn lại 2 người chăn nuôi trong một gia đình 6 người. Sau khi kiểm tra tại chỗ và phân tích toàn diện bởi các cơ quan tài nguyên thiên nhiên, thủy lợi, khí tượng và các bộ phận khác, ban đầu người ta tin rằng nguyên nhân của thảm họa này có 3 khía cạnh. Thứ nhất, lượng mưa liên tục gần đây đã khiến nước trong đất đạt hoặc gần bão hòa. Kể từ tháng trước,
lượng mưa tích lũy ở thị trấn Thanh Lâm đã lên tới 114mm, vượt mức trung bình cùng kỳ trong 50 năm qua. Lượng mưa siêu lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, dòng chảy mảnh vụn và các thảm họa thứ cấp khác. Thứ hai là lượng mưa ngắn và dữ dội, lượng mưa kéo dài khoảng 1 giờ, thị trấn Thanh Sơn và thị trấn Thanh Lâm có lượng mưa lần lượt là khoảng 34,6mm và 39,3mm, cường độ mưa hiếm thấy trong những năm qua. Ngoài ra, hai đợt mưa lớn và mưa ở thị trấn Bảo Cư ở thượng nguồn hội tụ khiến lượng nước chảy bề mặt tăng lên và diện tích lưu vực lớn, hình thành lũ quét trong thời gian ngắn. Thứ ba là sông Sa Đai ở thị trấn Thanh Sơn dài khoảng 33km, diện tích thoát nước là 124,35km, thung lũng sông hẹp, độ dốc lớn, tốc độ dòng chảy trung bình nhiều năm là 1,07m³ một năm. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.